mà đi uống nước á thì vợ con có nói là sao anh ít tóc vậy, sao anh ít tóc vậy. Sao gái nói chuyện có duyên quá. Tại vì khi mình không ăn tinh bột, mình không có gia vị thì hệ thần kinh của mình sẽ bị giảm đi. Tới lúc mà cô dâu tung hoa thì lúc đó thì cô dâu giả vờ tung hoa nhưng mà thực sự là chạy xuống đưa cho con bó hoa đó. Con quay xuống thì vợ con đứng sau lưng rồi. Thì con quỳ xuống con cầu hôn vợ con. Đồ ăn của con là con nấu của con nha. Còn đồ ăn của chồng là con vẫn nấu bình thường. Là con nấu chồng con nấu đúng. Món gì con cũng nấu, muốn ăn cái gì con nấu cái đó. Rồi nêm nếm thì sao? Con nấu theo bạn cảm nhận của con. Chưa bao giờ có một món nào mà con kêu dở. Không được làm gì cho bản giận nha. Ê, bên này con chuột cũng dữ lắm á nghe. Chứ sao? Tại vì mặc cái áo vest đó cho nên che đi. Thôi bây giờ trước khi mà giới thiệu về mình á thì anh có một yêu cầu nho nhỏ là em có thể biểu diễn chút xíu. Dạ. Đứng lên đó. Bên môn em là đẹp về đường cơ bắp. Kêu mình biểu diễn như vậy nè. Mình gồng cơ bắp nè. Đó, đúng. Mình gồng lên như vậy để mình khoe cái lượng cơ bắp của mình. Tập cũng cam go lắm đó, kiên trì lắm đó. Rồi. Thấy chưa? Trời ơi như đá vậy đó. Tập lâu không bé? Dạ, con theo môn này 6 năm rồi. 6 năm à? Dạ. Bây giờ mời hai vợ chồng giới thiệu về mình. Dạ, con xin kính chào chú Quốc Thuận và cô Hồng Vân và quý vị khán giả. Con tên là Trần Thị Ni, hiện tại con là vận động viên môn thể hình của đội tuyển tỉnh Đồng Nai. Con năm nay 25 tuổi. 25 tuổi. Ngoài cái công việc là vận động viên ra thì con còn có làm thêm công việc con nữa không? Con còn đi dạy những khách mà muốn giảm cân hay là tăng cân. Những bạn muốn đi thi đấu. Bây giờ đến bạn chồng nè. Dạ, con chào cô Hồng Vân, con chào chú Quốc Thuận. Con là tên là Tân, Hồ Duy Tân. Hiện tại là con đang làm việc tại ngân hàng Exim Bank. Con năm nay 29. Ủa sao cái nghề nó không có liên quan gì tới nghề của vợ con vậy? Dạ đúng, nghề không liên quan. Rồi làm sao mà gặp được nhau vậy trời? Có duyên nào con? Dạ, lúc con gặp vợ con là ở trong phòng tập. Thì lúc đó kiểu như suy nghĩ là mấy người mà người ta hay hot trên mạng hay nổi tiếng là chỉ ở Sài Gòn chứ không ở Đồng Nai. Nhưng mà vô tình con lại gặp thì con cảm thấy kiểu hay hay. Lại con hỏi chuyện, chị ơi chị có phải là chị Nini không? Vợ con mới nói lại là bộ anh nhìn em già lắm hay sao mà kêu bằng chị vậy. Bị đơ luôn. Mình bị đơ. Khi mà con gặp bạn này mà bạn hỏi một cái câu như vậy, cái cảm xúc con sao? Tính của con là khi mà con vào phòng tập á, con không để ý xung quanh. Con chỉ tập trung tới cái công việc của mình, là mình vào đây là mình để tập. Nó xong thôi là anh đi, là con không có chút cái gì tới anh đó nữa. Rồi vậy thì sao mà coi như là gặp gỡ nhau lại nữa? Con có một người bạn tập trung với con, nhưng mà người bạn đó cũng là bạn của Ni. Thì hôm đó lại rủ con đi uống nước, xong rồi hỏi con là có muốn rủ Ni đi uống không. Thì mình nghe mình cũng vui, giờ mình rủ rồi chắc gì người ta đi. Nhưng mà thôi để cho bạn nó rủ. Thì lúc đó ra rồi tụi con mới nói chuyện. Lúc mà con gặp Ni á là con có ấn tượng với gọi là muscle hả con? Dạ muscle. Con có ấn tượng với cái muscle của Ni không? Dạ có á. Ni có phải là cái gu? Phải gu của con không? Con là con thích vợ con cười hơn là thích cái hình. Nhưng mà sau đó thì sao? Cái hôm mà đi uống nước á thì vợ con có nói là sao anh ít tóc vậy? Hai lần gặp là hai lần con sốc đều là hết trơn. Con bị đơ. Sao con nói sao gái nói chuyện có duyên quá thật. Sau đó thì vợ con nói là em có một cái sản phẩm dầu gội thì nó sẽ giúp cho tóc mình nó phát triển hơn. Con cũng nói vậy có gì thôi em lấy cho anh với. Xong rồi sáng hôm sau về tới nhà con cũng không dám nhắn tin hỏi luôn. Xong cái bạn của hai đứa hỏi ủa vậy em lấy chai dầu gội chưa? Chưa, em không dám nhắn tin. Xong cuối cùng Ni mới cầm chai dầu gội qua hẹn một quán nước rồi đưa cho con. Sau một thời gian con về bạn chơi con thấy cái chai dầu gội nó còn nguyên. Bởi vì là tóc ổng nó vẫn vậy thôi đúng không? Rồi đến khi nào thì hai đứa mới bắt chính đầu thức. Chính thức quen nhau. Nhắn tin với nhau là lúc đó biết Facebook của nhau rồi. Con mới thắc mắc là ủa tại sao anh này anh cứ nhắn tin mình suốt vậy ta? Kêu cũng biết anh làm cái gì mà anh rảnh lắm. Mà trong khoảng thời gian đó con cũng đang ăn kiêng nữa, cũng áp lực stress. Có người mà mình hay nhắn tin mình nói chuyện á cũng vui. Lâu lâu hẹn nhau đạp xe hay là đi uống nước với nhau. Rồi từ từ tìm hiểu với nhau thì quen nhau. Con tỏ tình hay Ni tỏ tình con? Dạ con tỏ tình. Cái giai đoạn đó là hôm đó là một cái đám cưới của em của con. Con có đá xi nhan với em con trước ở dưới Long Thành, tại vì nhà con ở Long Thành. Hôm đó anh sẽ làm như vậy thì có gì hai anh em mình kết hợp. Thì cái lúc đó nguyên một cái buổi tiệc đám cưới là cũng bình thường. Vô tình là cái con có để một cái hộp nhẫn trong túi.
Nhưng mà cái tính vợ con mà một khi là tò mò cái gì là hỏi cho bằng được, kiểu như mình không thể nào làm bất ngờ được cho vợ con được cả. Thì cái lúc đó vợ con hỏi là ủa anh cái gì đây, cái gì còn trong túi anh đây, lấy ra cho em coi với. Xong con nói là của em gái anh gửi. Tới lúc mà cô dâu tung hoa thì lúc đó thì cô dâu giả vờ tung hoa nhưng mà thực sự là chạy xuống đưa cho con bó hoa đó. Nó đông tự nhiên cái cô dâu chạy xuống thì hai bên nó rẽ ra, nó thành hai đường khác nhau, hai đường song song. Là đưa cho con, con quay xuống thì vợ con đứng sau lưng rồi. Thì con quỳ xuống con cầu hôn vợ con. Móc nhẫn ra luôn đúng không? Dạ đúng. Như vậy là tỏ tình với cầu hôn là gặp lại chung luôn. Lúc đó con sao con? Con chỉ biết cười không ạ? Nhưng mà con có đáp lại có, con có nói là em đồng ý. Từ đó cho đến lúc mà các bạn đám cưới á, là nó có suôn sẻ không? Vấn đề khó nhất là gia đình con. Bố mẹ con hơi bất ngờ. Lúc đó ba mẹ chưa có tán thành cho việc hai đứa. Con có đưa vợ con về là thời điểm đó là lúc đó là còn 10 ngày nữa là vợ con thi. Cơ thể vợ con cũng hiện tại như vậy nhưng mà nó khô hơn như vậy nữa. Tay chân đồ là gân nó nổi lên hết. Mẹ con thì làm giáo viên. Ba con cũng làm bên ngân hàng. Xong rồi cũng bị sốc. Không có gọi là niềm nở. Rồi lúc đó thì con có chia sẻ với cho Ni biết về dạ cái con. Chuyện đó không? Lúc đó con có nói với vợ con là thôi để anh về thuyết phục ba mẹ anh. Là nhiều khi là ba mẹ anh vẫn chưa hiểu được tính của em như thế nào, hoặc là công việc của em như thế nào đó. Thì ba mẹ anh mới như vậy thôi. Sau một thời gian người ta gọi là mưa dầm thấm lâu á, tới lúc mà vợ con thi xong thì ăn uống lại bình thường. Thì cơ thể nó giống như là người bình thường vậy á. Nó không có còn gân guốc hay là cơ bắp gì nữa. Vợ con xuống thì mẹ con lại nói có phải con bé bữa dẫn về không? Có phải con bé bữa dẫn về không? Tại vì nó y như một con người khác hoàn toàn vậy á. Vậy á. Lúc xiết với lúc thi là hai người khác nhau hoàn toàn. Dạ, tới rồi mẹ mới nói là con này nhìn Ni lạ quá, mẹ lạ, nhìn không ra. Mẹ nhìn không ra. Nhưng mà là con xiết như vậy là thời gian khoảng bao lâu thì nó mới được như vậy? Dạ, 3 tháng rưỡi tới 4 tháng. Là mình xiết là chỉ có ăn rau với lại ớt. Dạ, đúng rồi. Mà mình ăn theo chế độ. Dạ, một ngày ít nhất là 6 tiếng tới 8 tiếng. Nhưng mà rồi cái việc mà hai vợ chồng á gần gũi nhau nó có bị ảnh hưởng không? Dạ có. Cấu gắt quạo quạo. Không có thiết đó. Luôn á. Có nghĩa khi mà con đụng vô đụng là nó gạt ra luôn đúng không? Đúng rồi. Khó chịu lắm, bực bội. Tự nhiên là vợ mà có bầu mà cử vậy. Dạ đúng rồi. Đúng không? Từ đi là tâm sinh lý thay đổi nè. Rồi còn gì nữa không? Quên. Hay quên. Không nhớ với lại bị chậm đi. Tại vì khi mình không ăn tinh bột, mình không có gia vị thì hệ thần kinh của mình sẽ bị giảm đi. Mỗi một khi mà vợ con mà trải qua cái quá trình mà tập luyện như vậy á, con đau khổ không? Giống như con tự thương bản thân mình không? Dạ không. Nhiều khi vợ nói là ráng chịu đựng vợ. Nhưng con chỉ nói là anh không có dùng từ chịu đựng. Trong suy nghĩ của anh là anh không có chịu đựng em. Mà là anh thương em thôi. Từ lúc mà quen nhau cho đến cưới cũng vậy. Là con không có từ chịu đựng mà là gọi là thương thôi. Bởi vì con hiểu được cái công việc đúng không? Cực quá. Tới tội chứ bộ. Trời. Rồi hai đứa lấy nhau được bao lâu rồi con? Dạ 4 tháng ạ. Dạ. Lấy nhau được bao lâu? Gần 2 năm. Hai năm. Thì là chỉ có trục trặc cái vụ mà trước khi cầu hôn là dạ, bên gia đình bên con dạ, vâng. Như vậy thôi. Hai đứa em thấy nó hiền quá chị. Chắc không bao giờ mà gây lộn, gây lão được hay là có gây lộn rồi giận hờn. Gây đó. Nhau được. Dạ có. Trời cười. Thôi dành vô vụ kia. Vụ mà sau khi kết hôn đó. Là mới được 4 tháng. Đúng rồi. Dạ. Rồi mới ở chung với nhau được 4 tháng như vậy á. Thì là trời ơi. Còn như, nếu mà mới cưới nhau 4 tháng thì có nghĩa là theo cô hiểu là về là đang trong chế độ ăn kiêng luôn. Dạ đúng. Dạ đúng rồi. Đúng rồi. Riêng. Ngủ riêng không ngủ chung. Dạ, đó thấy không? Nhưng mà đồ ăn của con là con nấu của con nha. Còn đồ ăn của chồng là con vẫn nấu bình thường. Dạ, con nấu chồng con nấu món gì con cũng nấu, muốn ăn cái gì con nấu cái đó. Rồi nêm nếm thì sao? Con nấu theo bạn cảm nhận của con. Nhưng con mà... không nêm luôn. Con đúng không rồi. Nêm con nấu là không nêm. Nêm là nêm là không được. Chưa bao giờ có một món nào mà con kêu dở. Nấu là ăn hết một nồi cơm. Nó rất là vừa miệng. Có nghĩa là con ăn kiêng đến cái mức mà con không gia vị luôn. Dạ, mình thì mình ăn gà, ăn rau. Nhưng mà chồng con thì thịt kho, cá kho, gỏi, cá khô. Hay là bánh canh, hủ tiếu. Nói chung mỗi ngày mỗi món. Mà chú hỏi con nè, nó có ăn khuất mắt con không hay là nó ăn trước mặt ăn con? Ăn trước mặt con luôn. Bạn mày nấu luôn mà. Con nấu luôn. Mà vui nhất ăn trước mặt. Là có nghĩa là dọn hai cái mâm. Dạ đúng. Dạ đúng. Mạnh ai nấy ăn dạ. Nhưng mà ngồi đối diện hay là ngồi đối diện ngồi luôn. Kiến nha luôn á. Kiến kiến nha luôn rồi. Nhưng mà con lại thích vậy nè. Anh ngon, anh kêu ngon, vừa miệng lắm. Ngon lắm em, không dừng nêm mà ngon lắm em. Con thích kiểu vậy nè. Con nấu ra cho mọi người ăn. Xong con nhìn mọi người ăn và con hỏi là có ngon hay không. Dạ con thích như vậy. Coi như là cưới xong là con vô chế độ kiêng khem luôn vậy đó. Dạ nay xả được chưa? Đúng rồi đó. Dạ chưa. Bữa nay chưa xả luôn. Ủa ngày nào mới xả? 7 ngày nữa là con sẽ đi Indo tham gia giải châu Á. Đi một tuần là thành 2 tuần.
con đại diện cho đoàn Việt Nam để sang quốc tế thi. Không, vậy là mình phải qua cái kia đi. Chắc chắn là Nghi nó kể trước là sẽ nhiều tật lắm, tại đâm bực á, đâm cái đoạn bực bội á. Rồi bây giờ nè, từ lúc về ở chung nhau rồi, tật xấu gì của Quân nè? Hay bày hay, kiểu như là làm cho có, làm cho xong thôi chứ không làm hoàn thiện. Rồi đồ đạc để tùm lum tùm la không à đó. Như mình dọn đi thì anh lại xả ra. Rồi có mê cái gì không? Mê chim, mê chim. Mê chim? Dạ. Chim gì? Còn mấy con chim đi thi chim hót á. Không phải nuôi một con đâu, nuôi tới 10 con lận. Mà một con kêu là 10 con kêu là con hết ngủ luôn. Con kia con rất là khó ngủ. Mình đói mình khó ngủ, mình mệt nữa. Nhưng mà mấy con chim nó cứ kêu không à. Nó kêu không ngủ được. Anh này mê chim lắm cô Vân. Mê từ lúc đi học tới bây giờ luôn. Không, nhưng mà thực ra với cái mê chim đó thì cũng không phải là tật xấu. Dạ. Đam mê đó con. Dạ. Có cọc cằn hay là có ghen tuông? Hồi xưa ghen nhưng mà bây giờ vậy à? Lần đầu tiên thì có ghen. Thì đàn ông mà, ai mà mình, bạn gái mình mà đi đâu lâu mà mình nhắn tin không trả lời, gọi điện không nghe máy luôn. Mà mong thể hình là đàn ông nhiều hơn phụ nữ mà. Thì lúc đó mình mới ghen, mình ức đến nỗi mình chảy nước mắt luôn. Lại con gọi hoài không được. Xong cái tới ngày hôm mà vợ con thi xong thì vợ con mới gọi lại. Xong rồi mới nói chuyện thì mới hiểu ra. Thì sau này thì không như vậy nữa. Là trong quá trình thi đấu là không có cầm điện thoại là đúng. Những cái gì gọi là đúng không con? Con tập trung á, nó khác biệt ở chỗ là con phải không uống nước 1-2 ngày, không tiếp xúc với nước. Thì chúng ta sao sống được ta? Tức là nhịn đói thì không chết chứ nhịn nhịn uống là chết á. Vậy là con có mong muốn chồng thay đổi điều gì không? Dạ có. Thay đổi gì con? Chồng con là mỗi lần con nói làm gì đó, anh biết rồi, anh nhớ rồi. Nhưng mà hôm sau lại quên, không biết, không quên. Con nhờ một việc gì đó là cổ cả tháng mới xong. Họ hứa rồi đó. Dạ, cái tính như vậy đó, không có nhớ gì đó. Cứ tập trung vào mấy con chim không à. Dạ, kiểu vậy đó, mê chim á. Cứ sáng sớm ngủ dậy làm gì làm á, phải mặc áo quần vô đi mua đồ ăn cho chim trước đã. Rồi còn mọi việc tính sau. Thế là có mong muốn là bớt mê chim lại không? Dạ có, con muốn bớt mê chim lại, với lại tập trung vào công việc nhiều hơn, đừng bày hay nữa. Tới con đó, vợ con có những cái tật xấu gì? Vợ con chỉ có tật xấu là siết vô hay khó chịu thôi. Còn ngoài ra bình thường là vợ con quá hoàn hảo, hoàn chỉnh rồi. Tức là khó chịu hả vợ con? Khó chịu lúc ăn kiêng thôi. Tức là trong thời gian kiêng thôi vậy? Dạ đúng, còn mà bình thường thì không có gì để nói. Có mong muốn thay đổi điều gì không? Con chỉ muốn vợ con lúc nào cũng là chính vợ con. Chứ con không muốn vợ con bắt chước hay là một bản sao quay cả. Có nghĩa là khỏi thay đổi đó con. Dạ. Không cần thay đổi gì hết. Có dự định là khi nào là có em bé không? Dạ có ạ. Dạ thi xong. Thi xong đợt này? Dạ. Có nghĩa là năm sau đó phải không? Dạ. Thi đấu là năm sau có em bé đó đúng không? Dạ. Nhưng mà khi có em bé thì có ảnh hưởng đến cái công việc của con? Dạ cũng có. Có em bé thì mình sẽ nghỉ. Rồi mình muốn tiếp tục thi đấu thì mình vẫn tiếp tục. Dạ. Trước hết là chúc cho con ha, sắp tới con sẽ đạt được danh hiệu thật là cao, mang vinh quang về cho nước nhà. Dạ. Trong bộ môn này. Dạ. Điều quan trọng nữa là hai vợ chồng đó, cứ giữ như thế này. Giữ phong độ như thế này, yêu thương, hạnh phúc như thế này. Và đặc biệt là cuối năm nay chị. Cuối năm nay bác sĩ phụ sản báo tin vui. Và qua năm sau các con sẽ chào đón một thiên thần tuyệt vời xuất hiện trong gia đình của các con. Chương trình cảm ơn hai đứa đã đến tham dự vợ chồng son. Báo tin vui nhớ báo cho chương trình biết nghe. Phạm Thế Điển, năm nay em 31 tuổi, em làm kinh doanh. Điển là người vùng nào? Em là người Thái Bình. Thái Bình. Biết hát chèo không? Biết chứ ạ. Chút nữa chắc sẽ mời Điển để mà biểu diễn mấy cái tiết mục chèo mới được nha. Dạ. Còn em? Dạ, em chào anh chị. Em là Phạm Thị Thủy. Em năm nay 29 tuổi, là nhân viên văn phòng. Và em đến từ thành phố Huế. Huế. Thủy mộng mơ rồi, biết hát hò Huế không? Dạ, không ạ. Rồi giờ là vui rồi, bớt rung rồi đúng không? Dạ. Ngài Điển cho tất cả quý vị khán giả biết là cái cuộc tình của hai bạn như thế nào. Bọn em quen nhau hồi xưa là bọn em đã sinh viên ở trường đại học Nha Trang á. Thì ban đầu bọn em chuyển tới cái khu trọ mới. Em ở một phòng, chồng em là ở phòng khác. Cái anh ở phòng giữa đó, anh sẽ kéo hai phòng lại với nhau. Thì hồi đó em là một cô bạn nữa quá. Thì khi qua tới nơi thì bắt đầu thì cả anh đã giới thiệu thế nào đi, bạc này bạc khác luôn, hai bài treo thì bên hồi đó không bao giờ mà em hưởng thụ được cái cảm nhận cái nhạc đó. Nói chung là hát được cái bài đầu tiên là tụi em muốn gục ngã, muốn đi về rồi. Răng ngủ ấy dạ không nghe được chị ạ. Bây giờ Điển
Điện tử điện tức giọng của anh có gục ngã không? Vâng. Ờ cái gì cho nhà phó tay để cho điện nha. Lên đi có tinh thần. Mà hai cái bài đúng với cái bài mà cái đêm đó nghe. Vâng, đó em cũng thể hiện cái bài hôm gặp vợ em là đầu cái là em có thể hiện. Chứ đứng ở đằng xa yêu nhau, đứng ở đằng xa con mắt liếc lại, con mắt liếc lại bằng ba đứng gần. Em còn son anh cũng còn son, em còn son anh cũng còn son, ước gì ta được, ước gì ta được làm con một nhà. Em còn son anh cũng còn son, đôi ta lên vợ chồng son. Ủa cái đó dễ thương mà cái mặt chồng y chang vậy luôn hả? Mắt mà liếc qua liếc lại. Bài này là chồng con, chồng em luôn luôn là nhảy 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 vậy á. Ngày xưa em mà hát bài này mà em thể hiện trên lớp là em chỉ cần gái rồi. Anh còn son là các bạn gái nữa. À, em cũng còn son. Ghê đó chị. Dữ dội, dữ dội. Nhưng mà sau rồi cuối cùng là làm sao mà em yêu? Ban đầu thì tụi em không có ấn tượng gì cả. Con sáu đỏ thì trường tổ chức cầm trại, thế em ở đằng này, con trong ở đằng kia. Đứng đâu này tự nhiên thấy cái từng đi nó hơi kỳ kỳ, giọng dạng bao bao á. Thế là lúc đi về là đi đằng sau nữa. Chắc là để ý từ đó. Lý do là cái tướng đi như bà bầu. Dạ, dạ. Nhưng mà điểm từ lúc nào thì bắt đầu mới để ý cô này? Thực ra thì em cũng không để ý đâu, bởi vì vợ em ngày xưa thì thực sự là trong ấn tượng đầu tiên là xấu lắm. Đen bởi vì là vợ em là gái Huế mà, nhưng mà cũng ở đó cũng nắng gió nhiều á. Đen. Nên là em đầu tiên em không có để ý. Nhưng mà về sau thì cứ hai phòng qua chơi thì anh em dần dần thân thiết, thì chuyển qua bao giờ không biết nữa. Chắc là hồi xưa là đen lắm à? Đen. Bây giờ về chăm như cách nào đó mà giờ trắng rồi. Trắng hơn. Ngày xưa em bảo toàn bảo là rồi như củ tam thất đấy. Đã bao lâu thì tụi em lấy nhau? Quen 6 năm lần. Quen lâu vậy lấy nhau về là chắc không có cái điều gì mà phải dạ đúng rồi. Khó khăn hoặc là thất vọng hay là này kia nọ đâu. Dạ, chỉ có một cái việc á là trong có đi kinh doanh á thì có hay uống. Uống đôi khi thì cả nể thì say thôi. Thì về thì có đôi hôm mình lo lắng quá đâm ra mình có nói trong có lỗi, nhưng mà mình nói rồi thì trong lật ngược lại lỗi đó là của em, xong trong nhà người ngoài mình hay lật ngược hết cờ đó. Dạ, khi nào về hết đó chị, từ khi yếu đến khi cưới rồi là nó vẫn vậy. Mà lý do gì tại sao cứ về nhà là em có đổ lỗi hết cho vợ em vậy? Đi say xỉn mỗi lần xỉn về vợ nói kèo. Em cũng phải xin lỗi chứ, nhưng khi mà say thì không biết cái gì nữa. Mà vợ em thì nói nhiều, xong rồi thành ra là em không hài lòng thôi. Xong quay ngược lại mà em bật ngược lại được ngay. Ví dụ thế này nè chị, quả đợt nhau nhiều, thứ nhất là em lo đi đường xe cộ. Cái thứ hai á là đi về nhìn cái dạng xấu lắm. Cái tưởng nó xấu như bà bầu vậy hả? Dạ không, giả sử như trận đầu tiên đi say về á là nhà mình, cái cọc nhà mình vậy này, không chui vào cọng nhà mình, đục lên cọng nhà người ta rồi xong khi đó mình vụt lại cho cọng nhà mình đi thôi vậy đó. Còn bữa thứ hai á là về nhà thì về ăn cơm cứ vụt cái mặt vốn cái tô vậy á. Xấu quá hả? Nhìn cái tưởng con được đi là chứng cao chứng thấp, chứng cao chứng thấp vậy, nhìn cái tưởng xấu lắm nên em thích vậy. Cái nào quay phim rồi cho anh cả con. Quay hoài em quay hoài là xóa. Em mà nhậu về là đánh đập em đây lắm, đối xử với em ở vậy hả? Không, đối xử tàn nhẫn sao? Thì bây giờ kể thật ông... sẵn đây khui thật xấu của vợ thì hôm trước quay clip lại mà em không ngờ là vợ em cái mặt em thế này mà tát. Không phải không phải là biết lúc đó là sai xin, nhưng mà lúc sai về thì vợ làm gì thì cũng giống như biết mình có lỗi á, thì cứ là không biết luôn, cứ cười thôi. Vâng, cười thôi. Khổ lắm. Hồi trước là em nói, nhưng mà nói có tác dụng là giờ về là em vừa quay em vừa đánh. Em đụng cho cái lỗ mũi thành đầy cà chua luôn. Nó khi nữa là thấy sao mình sai để vợ đánh đâu, thế này là mình được cái nữa là bỏ. Thì cái đó là theo em là xấu hay là dễ thương? Ui trời, xấu chứ. Xấu quá luôn. Xấu quá luôn. Còn có gì xấu đâu. Còn có gì xấu đâu. Không, bởi vì là bây giờ em nói không được. Thì em chỉ có cách là em làm về thì chồng em nhìn tự nhiên mình làm mất hình ảnh thôi, chứ trong em tự thay đổi. Rồi giờ cho chồng nói thêm tật xấu nữa của vợ ngoài cái đó ra còn cái gì? Chẳng hạn như mà đi nhậu mà có vợ em đi cùng, em cũng uống như thế nào ấy về cũng không sao cả. Cứ vẫn vui như bình thường. Nhưng mà chẳng may mà đi em mà đi một mình thì thôi để về. Càng lắm rồi. Càng.
Là chỉ có cái đó xấu thôi gì đúng không? Vâng, xấu thế thôi. Đâu có gì thế thôi gì? Vâng. Vậy là muốn thay muốn vợ thay đổi cái gì? Hiểu cho chồng một chút. Chẳng hạn như chồng đi thì nhiều khi cũng là mục đích. Thay đổi là cảm thông cho chồng một chút trong vấn đề mà khi mà chồng đi nhậu một mình. Có định có quay phim lại nữa không? Không, cái đó thì chắc ưu tiên con quay. Ủa nhưng mà bây giờ tụi em là đã có mấy bé rồi? Dạ chưa. Chưa có nữa. Mấy năm rồi cơ? Dạ 2 năm ạ. 2 năm. Dạ. Nếu thế thì anh Bin chút hỏi nghịch vậy là biết rồi. Bây giờ em đứng em chút đi. Bây giờ tụi em có muốn có con không? Dạ có chứ ạ. Hôm nay bộ đồ dĩa mới này anh chút nha. Thôi bây giờ nè, đến đây gặp chương trình thì đó là một cái duyên đúng không? Dạ. Thì anh chúc cho hai vợ chồng em sau chương trình này về ha, tất cả mọi thứ sẽ phối hợp ăn ý ha, hai vợ chồng sẽ điều hòa tất cả mọi thứ và mau chóng có tình vui đó. Dù gái hai trai là chỉ hai là đủ nha. Thôi xin cặp luôn đi. Còn nè chị nói là riêng về tụi em á, những cái điều mà nãy giờ tụi em tâm sự đó thì chị thấy một cái cảm nhận như thế này. Thứ nhất á, là đúng là khi nhậu đừng nói nữa. Nói á, chồng mệt mà mình cũng mệt mà nó có nghe được đâu. À, nói ít thôi nhưng mà nói đúng lúc đúng chỗ là phê liền. Dạ. Đó, còn về phần em thì chị chỉ muốn khuyên em như vậy. Phải chứng minh và thể hiện mình là người đàn ông trụ cột của gia đình, mà em phải là cái thế gọi là thượng phong, có nghĩa là em phải là kèo trên. Tại vì em là công việc kinh doanh là gần như là một thành phần gọi là trụ cột gia đình về mặt kinh tế, đúng không? Thì đồng thời em phải là cái người trụ cột cả về mặt tinh thần nữa. Mà con trai Bắc là thường là như vậy mà. Thế em phải phát huy cái việc đó. Rồi, chúc tụi em hạnh phúc và mau có em bé. Dạ, chào em. Chào anh Quốc Thuận và chào chị Hồng Vân. Chào quý vị khán giả của chương trình Vợ Chồng Son ạ. Em xin được giới thiệu em là Tô Đình Khánh. Em năm nay 30 tuổi. Hiện tại đang sống tại thành phố Hồ Chí Minh ạ. Yeah. Công việc của Khánh là bán hàng online. Dạ, hiện tại em đang kinh doanh online. Đó. Vậy hả? Trời ơi. Khánh ơi, từ bữa giờ thì có làm thêm công việc gì nữa không Khánh? Hiện tại thì em vẫn tập trung là bán hàng online thôi. Dạ. Yeah. Nhưng mà cái hàng của mình là chuyên về em sản phẩm làm gì? Về thời trang và một mảng thực phẩm, mấy cái hàng nhập khẩu ấy. Ừ. Yeah. Rồi. Mời cưng. Dạ. Yeah. Em chào anh Quốc Thuận, em chào chị Hồng Vân. Em tên là Trần Thị Thương. Em năm nay 26 tuổi. Em quê ở Bình Định ạ. Ở Bình Định hả? Dạ. Theo chồng vào Sài Gòn lâu chưa? Dạ, em mới đây ạ. À, tức là mới vô. Dạ. Chứ đâu phải là bạn này làm ở Sài Gòn rồi gặp nhau đúng không? Dạ không ạ. Mà là lấy chồng xong rồi theo chồng đó đúng không? Dạ, dạ. Hôm trước em đến em gõ cửa đó, thì đang là ở chung thôi, chỉ là qua thăm thôi. Còn sau khi em gõ cửa xong rồi thì hai đứa nó, ấy quên, hai em nó mới mời em đi ăn đám cưới. Dạ. Yeah. Nhờ ông mụ tới nhà mà tụi nó có duyên, có nghĩa là quyết định cái đám cưới luôn. Là quyết định đám cưới luôn. Yeah. Rồi hình như là bữa nay là cái đầm lùm xùm vậy là có tin vui luôn. Trời ơi. Chắc tôi phải mời ông tới gõ cửa thăm nhà. Em giúp cái mà. Rồi tôi mà trời ơi, tôi mà giờ có em bé là chấn động luôn á, ghi một kỷ lục Guinness đó. À, biết đâu có rồi sao giờ. Chị đã sẵn sàng chưa? Mày nuôi nha. Tao giờ hết sức rồi. Rồi, chị biết không, mặc dù là vậy nghe, nhưng mà bây giờ trước khi mình vô cái câu chuyện chính thì cho anh chia sẻ thêm chút xíu. Dạ, dạ. Chị thấy vậy thôi nghe, mặc dù Khánh á là không có đôi chân. Nhưng mà em đó nghe, có thể nói là một số cái em hơn Khánh, nhưng có một cái mà em thua bạn Khánh này là chị biết là cái gì không? Gì? Hít đất. Yeah. Hay vậy chứ hít đất hả, trời ơi siêu vô địch luôn đó nha. Hít đất bằng đôi tay, em hít đất là thua luôn. Rồi. Là hình như em chả biết hít đất hay sao á. Thả giỡn hoài, biết chứ. Biết không? Làm gì không biết. Biết không biết hả? Trời hít đất dễ ẹt, làm gì không biết. Vậy nhưng hả? Mà bữa đó em hít có 3 cái à. Còn Khánh hít tới 30 cái là. Thấy chưa? Trời ơi. Rồi bây giờ nè, trong chương trình gõ cửa thăm nhà thì không có hỏi nhiều về cái câu chuyện tình yêu, cũng như là cái câu chuyện mà làm sao các bạn gặp nhau, các bạn yêu thương nhau và kết hôn với nhau. Thì bây giờ mình tới chương trình Vợ Chồng Son rồi thì mình sẽ khai thác rất nhiều những câu chuyện về tình yêu của hai bạn nha. Thôi bây giờ hai đứa kể cho anh nghe đi, làm sao mà hai đứa gặp nhau. Trời ơi, em đã nghe rồi, bây giờ phải để kể cho chị nghe. Chị không, em chưa nghe luôn. Đã... ủa trời, không, cái bữa đó em không có tâm sự luôn á hả? Không, bữa đó là hỏi về cái chuyện khác. Vậy hả? Cho nên là hai đứa là phải kể về cái cơ duyên nào mà gặp nhau á, đúng không? Bữa đó không dám, bữa đó e thẹn lắm, không có dám gặp em. Mới núp mà sang nhà không à. Vậy hả? Bữa nay mới thanh thiên bạch nhật đó, cho danh chánh ngôn thuận đó chị. Hả? Bây giờ gặp nhau sao nè? Thì cơ duyên thì em gặp vợ em năm 2022 á. Đầu năm tháng bằng tháng 3 á. Mới đây hả? Dạ, tháng 3 2022 ạ. 2022 là mới đây ha. Dạ, thì vợ em mới lúc đó là em cũng mới chia tay mối tình mà em cũng tìm hiểu. Thì do là không có đến được với nhau thì lúc đó em cũng trong cái khoảng thời gian mình cô đơn, rồi
cũng có một chút tổn thương trong chuyện tình cảm. Thì khi đó là tháng 3 năm 2022 thì vô tình em check trong cái tin nhắn chờ của Facebook thì em thấy một đoạn tin nhắn viết rất là dài của một bạn nữ gửi cho em. Xong rồi em đọc thì em thấy là một cái dòng tin nhắn mà bạn ấy gửi cho em thì em thấy rất là xúc động. Thì bạn có chia sẻ là vợ em có chia sẻ là em đã biết anh cách đây từ năm 2019 rồi. Nhưng mà do là cứ theo dõi em, nhưng mà trong một lần tình cờ đang lướt Facebook á, thì lúc đó vợ em đang làm việc tại Nhật. Năm 2018-19 thì vợ em đang ở Nhật. Thì đang trong lúc rửa chén, ăn cơm xong rửa chén thì lướt điện thoại thì vô tình thấy một cái đoạn video clip của em mà đang được một người bạn cõng á. Bạn em cõng đi chơi đó. Thì bạn ấy tò mò. Vợ em mới tò mò là sao anh này không có chân, vậy sao anh có thể sống được. Rồi nếu như anh ấy sống thì anh sẽ cuộc sống sau này anh như thế nào. Rồi nếu có vợ có người yêu thì không biết sẽ như thế nào ấy. Rồi bây giờ mình hỏi luôn đi. Rồi bây giờ anh hỏi vợ luôn nè. Đó, cái lúc đó thì em chia sẻ cụ thể đi. Lúc đó là em suy nghĩ gì nè. Rồi em lý do gì em lại viết thư chẳng. Dạ. Thì lúc mà em đang gặp được ảnh cơ duyên đó là em đang là thực tập sinh. Em đi xuất khẩu lao động ở bên Nhật Bản. Thì vô tình cũng là nhờ Facebook đưa em thấy một đoạn clip của chồng của em. Lúc đó là ảnh vừa mới bị mất đi đôi chân của mình. Là thì do em mất đôi chân là do em bị tai nạn. Em bị một căn bệnh ạ. Tháng 4 2018 em bị tắc mạch máu, thế là phải cưa đôi chân. Xong rồi em nhìn trên đó thì bảo là một chàng trai trong cái tuổi thanh niên rồi mất đi đôi chân, chỉ là quay chứ không có nói nhiều về ảnh. Cũng không có, em cũng chưa biết tên hay tuổi hay là quê quán của ảnh. Và vô tình mình lướt trên đó, nó báo nó có một chương trình nào đó đăng về chàng trai đó. Rồi lúc đó em thấy chồng em thì khuôn mặt tiều tụy lắm. Khuôn mặt lúc đó kiểu chắc là vừa mới bị thôi. Thì em cảm thấy là lúc đó mình trong khoảng thời gian đó em đi làm thì cũng một mình ở bên xứ người thôi. Thì mình cảm thấy mình cũng là thanh niên, ở tuổi này mà mình bị như vậy thì mình cái cuộc sống của mình như thế nào, và mình phải vượt qua nó như thế nào. Mình có rất là nhiều, mình như thế này mà mình có rất là nhiều cái áp lực, cái mệt mỏi, cái sự cô đơn nữa. Như chồng em thì với lại lúc đó em cũng ở trong tình trạng là cô đơn. Thì mình nghĩ là như mình thì có thể vượt qua sự cô đơn đó, nhưng mà người như thế rồi người ta có một người nào đồng hành cùng hay không, thì hay là người ta chịu cô đơn như vậy thôi. Thì em tò mò. Nhưng mà kiểu là trời không có xe nhiều đỡ em tìm hiểu thêm. Vậy là vô tình em bị mất cái thông tin về anh chồng của em. Tới 2022, 4 năm sau em mới gặp lại anh. Vô tình biết lại thông tin của anh. Vậy đó hả? Dạ. Nhưng mà như vậy thì cho chị hỏi xíu là cái lúc mà em viết tin nhắn cho anh á, dạ, thì là sau đó là em có trả lời với bạn đúng không? Dạ đúng. Em trả lời rồi tụi em tin qua tin lại như vậy được bao lâu thì bị mất liên lạc? Không. 4 năm liền là em bị mất liên lạc, chưa có nhắn tin, chưa hề hỏi han. Chỉ mới có ngưỡng mộ trên đấy là trong thâm tâm là hình ảnh của chồng của em là xuất hiện trong đầu của em, là từ cái clip đó em bắt gặp cái hình ảnh của chồng, khuôn mặt của chồng em thôi. Là suốt 4 năm đó là nhiều lúc em cứ thỉnh thoảng dù vô tình em lại nhớ về cái hình ảnh đó, không biết vì lý do gì. Hay ủa, là chứ cái tin nhắn đó là sao? Là đến 2022 vô tin nhắn chờ. Vậy đó hả? 4 năm sau em mới gặp lại ảnh cộng trên Facebook. Có nghĩa là gặp trên Facebook thôi. Dạ, đúng rồi. Tức là coi như em gặp lại trên Facebook rồi bắt đầu em nhắn cái tin đó. Dạ đúng rồi. Là lúc đó em vẫn còn ở bên Nhật Bản. Vậy đó. Là em là làm một lần luôn là 5 năm ở bên Nhật Bản, chưa về Việt Nam lần nào. Rồi là cũng chưa có cơ duyên gặp ảnh, cũng chưa biết về ảnh luôn, đỡ tìm ảnh. Vì em lúc đó biết chồng em là chưa biết tên tuổi, chưa biết quê quán, mà làm sao em tìm được ảnh. Thế lại xong rồi 4 năm sau, năm 2018 là em mới gặp, 19 là mới gặp ảnh trên Facebook. 2022 là em lại gặp ảnh một lần nữa là trên Facebook truyền thông lại đưa tin về ảnh nữa. Là lúc đó đưa tin là ảnh đã là một chàng trai bước qua khoảng thời gian mệt mỏi đó rồi, là chàng trai truyền nghị lực Tô Đình Khánh. Viết tên là Tô Đình Khánh, TikToker. Em mới là đích thân em đi tạo một cái nick TikTok để em tìm cho bạn được ảnh. Nhưng mà em nhắn tin là em cũng là người nhắn tin trực tiếp, là khi biết ảnh gặp lại ảnh là em vội vàng em lật để em nhắn tin cho bạn được. Nhưng mà TikTok thì không cho em trả lời qua lại với nhau. Thì em không biết sao thì em phải vào Facebook em kiểu kiếm cho bạn được chồng mình. Xong rồi em phải tìm tên Tô Đình Khánh thử có ra không, nhưng vô tình lại hiện anh lên. Lại hiện cái nick Facebook của anh lên. Cuối cùng em suy nghĩ là bây giờ
nhiều năm rồi sau cái hình ảnh xuất hiện mà mình muốn nhắn quên được ha. Dạ, dù mình muốn nhắn là mình xúc động quá, mình vui quá vì lại gặp lại anh sau nhiều năm mình chờ. Xong rồi em mới nhắn cho anh cái tin là cảm ơn anh đã cho em gặp lại anh sau khoảng thời gian dài như vậy á. Rồi chúng em cũng chỉ là động viên anh đỡ anh phải vui vẻ lên rồi cứ là như vậy thôi. Em nhắn xong rồi em lại một tin thôi. Cái lúc đầu tiên là em nhắn xong em làm xó. Em bảo là không biết là mình có nên nhắn hay không. Thì nhưng mà cuối cùng vẫn nhắn. Em gửi đây xong rồi em nằm em chờ phản hồi của vậy chồng hả? Em. Dạ. Bao lâu Khánh mới phản hồi? Dạ sáng hôm sau vậy. Dạ, tối hôm đó là đúng là ngày chủ nhật. Em đi làm về là hôm sau em được nghỉ. Nghỉ cả ngày. Tối hôm đó trời mưa là em về em vừa mưa là em ướt hết cả người luôn. Em về em mở Facebook lên. Nghỉ vô tình cũng như sợ cô đơn lướt Facebook thôi. Thì bắt gặp chồng là em nhắn nằm cả đêm em nằm em thao thức em chờ. Dạ, hôm sau là chồng em phản hồi là rồi chồng nhắn cái gì? Dạ thì cũng nhắn giống như là chào em rồi anh cảm ơn em vì đã nhắn tin cho anh thì anh cảm ơn em vì những cái lời động viên của em vậy đó. Cũng như là một người bạn hai người bạn bình thường. Rồi sau đó hai đứa nói chuyện em cũng nhắn tin cũng ít chứ không có nhiều thì nhắn qua nhắn lại xong rồi bắt đầu nói nhiều hơn. Nhưng mà lúc đó em có nói cho Khánh biết là em đã theo dõi Khánh 4 năm nay không? Tức là chờ đợi cái sự gặp lại là cả 4 năm nay rồi. Dạ có. Tin nhắn đầu tiên em đã nói là trời em cảm ơn thầm cảm ơn trời cho em gặp lại anh bao nhiêu năm rồi em mới gặp lại anh. Nên là trời ơi. Dạ. Lúc đó Khánh sao Khánh? Xúc động lúc không đó. Với em thì lúc đó em hàng ngày đều check những cái tin nhắn chờ bởi vì em có rất là nhiều những người mến mộ họ nhìn thấy cái nghị lực của em ấy, thì họ sẽ cần đến em đôi lúc họ cần cái sự động viên thì em cũng thỉnh thoảng check thì em check trong cái đó thì có tin nhắn của vợ em thì vô tình em đọc được thì em cảm thấy nó khác biệt so với những cái tin nhắn của những người khác thì những người khác thường thường họ sẽ là cần ở chỗ em một cái gì động lực để mang đến cho họ thì ngược lại thì em đọc được cái tin nhắn của vợ em thì lúc đó bạn nhắn một tin rất là dài. Đầu tiên ấn tượng là cái bức thư rất là dài thì mình thấy là một cô gái mà gửi cho mình thế này thì mình thấy cũng xúc động. Thì em đọc được bạn ấy bảo là em đã gặp anh từ năm 2019 nhưng là do một lần tình cờ mà lửa chén xong mất đi thông tin của anh không biết làm sao để tìm anh á thì sau 4 năm làm việc tại Nhật thì vô tình lại hôm nay thấy lại clip của anh em rất là vui và xúc động. Mình cảm thấy cái thể hiện cái sự xúc động của bạn ấy trong từng dòng tin nhắn ấy. Thì mình thấy là mình tự nhiên có một cô gái đang viết một tin nhắn rất là xúc động cho mình. Thì tụi em cũng bắt đầu từ đó là em trả lời rồi bọn em cũng trò chuyện qua lại. Thì cũng hỏi thăm sức khỏe của em bạn ở bên Nhật như nào rồi mình cũng lúc đó em chưa biết là bạn ở Nhật đâu. Lúc đó em hỏi là em hiện tại ở đâu rồi hiện tại làm công việc gì đó thì đầu tiên là cảm ơn rồi xong mình hỏi đó thì vợ mà lúc đó là em ở xa lắm anh ơi thì em mới hỏi là ở xa là đâu em thì bạn bảo là em ở Nhật Bản thì anh bảo là vậy thì khi nào có dịp về Việt Nam thì có thể là ghé Sài Gòn chơi hoặc gì đó thì anh em mình làm bạn. Đó thì thực sự cũng lúc đó em cũng không có nghĩ là mình sẽ ngỏ lời hay là mình thích bạn này đâu. Có nghĩa là mình chỉ là một người giống như là bạn vợ em ấy, đang là mến mộ em thôi. Thì em cũng không dám nghĩ nhiều thì mình mời cái về là của về luôn. Dạ thì trong thời gian nói chuyện với nhau thì bạn cũng có những cái nỗi buồn, cũng có những cái tổn thương đó thì hai đứa kiểu đồng cảm được với nhau. Thế là cùng nhau chia sẻ đâu đó 2 tháng ấy. Thì bạn mới nói, vợ em mới nói là em Tết này cũng muốn về Việt Nam để ăn Tết rồi có gì rồi em sẽ thăm anh luôn. Thì mình cũng mừng là có thể sẽ gặp được vợ đó, lúc đó cũng không nghĩ gì. Thì sau cách 1 tháng quen từ tháng 3 đến tháng 4 rồi đến giữa tháng 4 là bạn bắt đầu quyết định là em sẽ về Việt Nam luôn. Thì lúc đó em cũng không biết sao mà giống như kiểu là không biết ai bật đèn xanh hết nhưng mà lúc đó em cảm thấy em thích vợ em. Xong rồi là cái hôm mà em đến gõ cửa thăm nhà là lúc đó là em đã về ở chung nhà rồi là về được bao lâu rồi? Dạ em về được lúc đó. Ủa em cái lúc mà anh tới gõ cửa thăm nhà là mới em mới về đó đúng không? Dạ. Tại vì là đúng rồi. Tháng năm là vợ em đầu bay từ Nhật Bản về Việt Nam. Sau đó chỉ về nhà thăm nhà một tuần thôi. Sau đó vào trong thành phố Hồ Chí Minh rồi bắt đầu là em sắp xếp cho làm việc cho em luôn. Có nghĩa là em kiểu như muốn tạo điều kiện cho để hai đứa tìm hiểu á. Thì trước khi mà về Việt Nam á thì em có nói chuyện với Thương, lúc đó hai đứa nói chuyện 2 tháng cũng có sự tìm hiểu với nhau. Em nói là bây giờ em cứ về đi. Nếu mà em cảm thấy là đồng hành được với anh á thì em cứ, tại vì em cứ chia sẻ với vợ là anh đã thất bại trong mối tình cũ là do cái sự không đồng ý của gia đình. Thành ra em muốn nói với vợ em là nếu như em thực sự muốn tìm hiểu anh hay là muốn đến với một người như anh á thì em hỏi ý kiến gia đình xem thế nào. Nếu trường hợp mà gia đình em mà không phản đối hay là chấp nhận cho mình quen nhau thì
anh mới dám đến hay là gì đó với em, để là mình không muốn, thực sự lúc đó em trải qua những cái mà cuộc tình trước rồi. Em không muốn đau thêm một đúng lần. Đúng rồi, em không muốn và không muốn mất thời gian của mình vào một cái lỡ một lần nữa. Em mới nói thì vợ em rất là, gọi là em đánh giá được vợ em rất là mạnh mẽ luôn. Thì lúc đó em nói chuyện với vợ thì vợ mới nói là em gọi về cho mẹ. Thì cái này em nghĩ là chắc vợ em kể là sẽ tốt hơn. Sao thương? Dạ. Dạ. Thì như lúc mà vợ chồng em tìm hiểu nhau, thời gian mà hai đứa nói chuyện ở bên Nhật Bản thì cũng qua lại nói chuyện, thì em cũng không biết là anh bị tổn thương trong cái mối tình trước là vì gia đình cấm cản. Sau đó một thời gian nói chuyện thì em mới hỏi là, anh mới hỏi em là có người yêu chưa, thì em bảo là chưa. Lúc đó anh thật sự là mấy năm trời ở bên đó là em không có quen. Xong rồi em mới bảo em chưa, à hỏi anh thì anh quen, anh có người yêu chưa. Thì em cũng vô tình thấy trên Facebook của anh là có người chị bạn gái của anh vẫn có ở trên xuất hiện trên đó. Thì anh bảo là anh thất bại trong mối tình đó, tại vì gia đình cấm cản không cho anh. Anh cũng sẽ bước tiếp tới mối tình khác cũng sẽ như vậy, tại vì có thể là người phụ nữ đó mạnh mẽ yêu anh thật sự nhưng mà gia đình thì không cho phép. Thì nếu mà sau này người nào bước tới, người ta cũng phải vượt qua điều đó. Thì em nghĩ là sau đó em nghĩ chồng em thì em nghĩ là nếu mà em muốn tìm hiểu chồng em thì em cũng phải nói điều đó với gia đình. Em nghĩ là em đánh tiếng với mẹ em trước. Thì em bảo là em không có nói thẳng với mẹ, nhưng mà em gọi từ bên Nhật Bản về thì em có nói là mẹ, nếu mà mẹ có con gái thì có người yêu như vậy đó, thì mẹ ở vị trí của mẹ, mẹ có đồng ý cho con gái của mình quen một người như vậy hay không? Mẹ em thì kiểu giống như là khi em nói ra những vấn đề đó thì mẹ em kiểu sẽ nghi ngờ, bảo là chắc là con mình có quen ai như vậy hết. Xong rồi mẹ em im lặng, mẹ em không có nói, mẹ em hỏi là sao lại hỏi như vậy, là ai quen. Thì ông bảo là con chỉ hỏi ví dụ là mẹ có con gái thì mẹ có chấp nhận hay không. Thì mẹ không trả lời. Thì mẹ em tới 2 ngày sau mẹ em mới trả lời cho em. Mẹ nói là phải là con quen hay không. Đó, nếu mà con quen thì con phải nói với mẹ, chứ con không được giấu. Nếu mà thật sự con quen thì con phải nói thử mẹ xử lý như thế nào. Chứ còn nếu là mẹ, con gái mẹ em đồng ý. Rồi cuối cùng mẹ có đồng ý không? Dạ có. Thì đương nhiên phải đồng ý rồi. Yeah. Chị muốn hỏi là cái ngày mà hôm em đưa Khánh về gặp mẹ, gặp gia đình em á, thì cái ngày hôm đó như thế nào? Dạ, thì lúc em về Việt Nam thì cả anh chị em đều biết hết rồi. Em nói hết. Thì đúng rồi, nhưng mà ý là cái ngày đầu tiên mà Khánh về gặp mẹ. Dạ. Thì hôm là đó em đưa ra Khánh làm sao về gặp mẹ? Dạ. Mẹ em thì ở xa, ở Bình Định, không có thể gặp. Dẫn anh Khánh về gặp thì em dẫn chồng của em về nhà chị gái ở Gia Lai thì nó thuận tiện hơn. Sau đó mẹ em phải từ dưới quê là đi bắt xe lên thăm thăm chồng em. Rồi sao? Rồi cái hôm đó là sao? Hôm đó Khánh kể coi, Khánh kể. Thì khi mà vợ em chia sẻ em với tất cả mọi người trong gia đình á, lúc đó đặc biệt là mẹ, thì khi mà mẹ cho phép tụi em tìm hiểu nhau á, có nghĩa là em rất là vui. Rồi đến cái ngày mà Thương vợ em dẫn em về nhà chị hai để gặp anh chị, rồi gặp mẹ của Thương vào từ Bình Định vào, thì lúc đó em rất là sợ. Có nghĩa là mình sợ là, tại vì đôi khi là có thể nói thì mọi người có thể là chấp nhận được, nhưng khi mình sợ là em chỉ sợ khi nhìn trực tiếp mình đối sự, diện á. Dạ, em rất là lo từ cái hôm mà bắt đầu lên xe từ Sài Gòn rồi lên Gia Lai đó. Cả đêm đó em rất là hồi hộp luôn. Thì vợ không sao đâu anh, cứ cố gắng thôi. Thì ngay từ rồi Thương cũng nói là anh hai rất là khó nữa, đến lúc đó em càng lại sợ hơn nữa. Thì em mới bảo thôi bây giờ cố gắng thôi, bây giờ mình không đối diện thì chắc chắn là không biết khi nào, chắc chắn mình phải đối diện thôi. Thì khi đó em lên, thì lên đến Gia Lai là 4 giờ sáng, 4 giờ rưỡi thì đó là bắt đầu đến nhà được anh chị hai. Lúc đó trời đang gọi là mới sáng thôi, thì trời còn mưa phùn phùn nữa. Thì em rất là vui khi mà anh hai chủ động đi đón, rồi chủ động đỡ em xuống xe, rồi chào hỏi em thấy cái sự gần gũi luôn. Thì lúc đó em tự nhiên em thấy mình nhẹ hơn. Đầu vào nhà rồi gặp anh chị thì anh chị cũng niềm nở rồi hỏi thăm mình vậy đó, thì em thấy là rất là gần gũi. Rồi từ đó em cảm thấy là tự tin ha, tự tin mình hơn. Tự tin. Cho đến lúc gặp mẹ thì sao? Rồi đến trưa mẹ bắt đầu vào thì mẹ đến ôm em một cái. Vậy là quá xúc động rồi. Em nghĩ là thật ra là trước đó là Thương cũng đã cho xem hình, cho xem clip của Khánh rồi đúng không? Thật ra là Khánh cũng có rất là nhiều video clip lan tỏa trên mạng. Còn cái ngày đầu tiên mà em gặp chồng em khi em về Việt Nam á, thì cảm xúc em sao? Tại lần đầu tiên em về gặp chồng em á, thì tự nhiên em không biết sao em tới em ôm chồng em,
xong em vuốt cái mặt chồng em, xong em cảm thấy mình không có sợ, mình không có dị nghị gì về cái hình ảnh này, mà mình thấy chồng mình gần gũi mà thấy thân thương liền, đúng không? Xong rồi em thấy nó rất là bình thường, tại vì nhiều người người ta sẽ nghĩ là bước xuống đó nhìn thấy chồng mình như vậy là mình sẽ bị coi như lúc em là con gái bình thường mà đùa trẻ trung nữa thì sẽ bị xấu hổ, nhưng mà em không có thấy gì xấu hổ hết. Em thấy thương. Còn Khánh thì sao? Anh thấy là em rất là xúc động. Dạ, bởi vì là khi mà Thương về Việt Nam á, Thương bảo là từ khi mà Thương đi á, không ai đưa Thương đi hết. Chỉ có là Thương rất là thèm cái cảnh được gia đình của mình đón, mà gia đình của mình đón trở về á. Lúc đó em bảo là thôi, em cứ về đi, anh sẽ đi đón em. Thương cứ sợ em là không đi được rồi phiền như nào đó thì em không biết, nhưng mà lúc đó Thương xuống sân bay, em chủ động em ra đón. Thì em mua một bó hoa, em cũng đứng đợi, rồi em bước đến cái Thương ôm em cái là tự nhiên mình chưa kịp nói gì hết, chỉ đưa hoa rồi Thương ôm vợ em ôm cái là hai đứa em dẫn vợ em về luôn. Đã coi như lúc đó là nhập làm một rồi đó. Nó coi như là nó là từ gọi là giống như từ trong chắc có lẽ là đặt để từ kiếp trước rồi, tức là giống như là sắp đặt á, số là phận sắp đặt hết rồi. Sau cái hôm đó là đưa về nhà làm nhân viên luôn đó, đúng không? Từ mời về nhà làm nhân viên em luôn. Chỉ Thương ở lại nó chơi với em 2 ngày. Lúc đó em chưa dẫn về nhà đâu. Thì bọn em cũng đi cà phê rồi đi ăn, rồi bắt đầu là sáng mai là Thương về thẳng Bình Định. Về gặp mẹ, xong rồi một tuần sau là quay trở lại vô là, với em là ở nhà em luôn. Không, em thuê cho một cái phòng trọ cũng gần em đó. Nói chung là em gọi là em sắp đặt làm sao đó để thuận tiện nhất, để em với bạn Thương có thể gần nhau rồi tìm hiểu nhau rồi đó. Rồi em có nói thôi bây giờ em vào em làm cho anh luôn. Đó, em làm cho em thì nói chung là tháng đầu tiên thì vẫn cứ như trả kiểu lương. Là trả lương có là nhân viên đàng hoàng, có nghĩa là đúng lúc đi làm là 7-8 giờ phải có mặt, rồi 12 giờ mới được nghỉ, rồi về ăn cơm 1 giờ phải qua làm. Đó, kiểu như vẫn cứ là giữ một cái khoảng cách giữa nhân viên và đấy thôi. Ủa rồi cái lúc mà anh tới anh gõ cửa đó là lúc đó là trả nhà trọ chưa? Lúc đó là chưa luôn. Dạ. Nói chung là lúc đó chưa trả nhưng mà vẫn ở bên chỗ nhà nhiều hơn. Lúc đó thì bọn em cũng kiểu là xin phép mẹ rồi, nó là bây giờ tụi con cũng muốn tìm hiểu sau khi mà gặp ở Gia Lai rồi á. Thì em có hỏi là giờ cũng gặp mặt rồi thì cũng nói chuyện với mẹ thì mẹ cũng đồng ý. Lúc đó mẹ nói là giờ bác không cấm cản hai con, chỉ mong hai con yêu thương nhau rồi chăm sóc nhau thôi, còn chuyện như là quyết định của hai đứa. Thì ngay từ lúc đó là bọn em quay trở lại Sài Gòn, bắt đầu là em rồi mẹ cũng xuống. Mẹ cũng xuống cùng, rồi em dẫn đi khám. Lúc đó xuống luôn tiện đi khám rồi em cũng dẫn đi, rồi em cũng muốn thể hiện một cách nào đó mình có thể lo được cho bác nữa. Thì em dẫn đi rồi hôm đó về nói chuyện với ba mẹ em nữa, thì hai gia đình nói chuyện với nhau thì mẹ cũng đồng ý cho bọn em qua lại. Thì từ đó đến giờ là cũng 7 tháng rồi nhỉ. Từ lúc Thương từ Nhật Bản về đến đây. Có nghĩa là tụi em sống bắt đầu chuyển qua sống bên nhà của của Khánh á. Là bao lâu thì mới kết hôn? Từ tháng 6 đến tháng 7. Đúng là một tháng. Một tháng. Đến tháng 8 tụi em đi thiện nguyện thì bọn em vô tình biết là có em bé. Có nghĩa là chú với cô cũng sống thử với nhau rồi đấy. Đấy là sau là các cô chú mới là làm đám cưới đấy. Tại vì khi mà em có nói chuyện với vợ và nói chuyện với cả mẹ cùng vợ nữa thì lúc đó hai gia đình em cũng rất là lo về vấn đề, ví dụ hai đứa mà có lấy nhau được thì không biết chuyện con cái như nào đó, thì bắt đầu là em cũng chia sẻ thẳng thắn là cũng không biết sau này chuyện con cái nó có đủ duyên hay không. Thì cũng nói thì được gia đình, đặc biệt là vợ cũng không có suy nghĩ về nhiều vấn đề đấy. Rồi mẹ vợ cũng vậy, cũng thôi nếu mà có thì tốt, mà không có thì không sao hết. Đó thì từ đó là bọn em muốn là làm sao đó, em muốn chắc chắn là mình có hay không. Đấy, em rất là sợ là ví dụ lấy rồi về không có con cũng rất là tội cho vợ luôn. Thật ra nghe em kể cuối cùng thì gấp con nhanh quá cơ. Hay nè. Em có nhớ trước khi mà kết thúc cái chương trình Gõ Cửa Thăm Nhà anh có chúc hai vợ chồng không? Anh có chúc em không? Nhớ. Thành ra em mới nhắn tin cho anh đó, cái hôm mà em bảo anh tin vui đó. Em thì đây là có bằng tốt nghiệp ông Ngụ là cũng lâu rồi, cách đây 10 năm rồi. Cái bằng hồi bữa hôm nay là mới có thêm cái bằng ông Bói nữa. Ông Ngụ là 10 năm nay rồi. Hỏi gì? Thật ra là anh cũng khá là bất ngờ khi nhận được cái tin đó của em, mà sau đó là nhận được một cái tiệc cưới của em. Tại vì anh nghĩ tại anh thấy nó quá nhanh. Anh thấy nó quá nhanh và anh nghĩ là nó phải thêm một thời gian nữa. Nhưng mà thôi hôm nay thì mới biết tại sao là hai anh chị lại nhanh đến như thế. Không? Nhưng mà anh sau đó thì anh có theo dõi một số thông tin và anh cũng nhìn thấy một số video clip về những cái hình ảnh mà hai vợ chồng đi thử đồ cưới.
đúng rồi. Đúng không? Yeah. Thì hôm nay anh gặp hai vợ chồng, anh muốn hỏi hai đứa là cái cảm xúc của hai vợ chồng, cái phút giây mà đi chọn đồ cưới, mặc đồ cưới đó. Chứ chọn, đi chọn đồ cưới thì chọn quần áo rồi đó, đi rồi và sau đó là mặc cái bộ đồ cô dâu chú rể, thì những cảm xúc đó là nó như thế nào? Khi mà em quyết định tổ chức ngày cưới, bọn em đi thử đồ cưới thì em xúc động. Cứ mỗi lần em nhìn thấy vợ em mặc đồ cưới là em xúc động. Em không tin là đến ngày hôm nay mình có thể là có vợ được. Hay nhiều khi em xúc động và nhiều khi nhìn mình thấy là vợ như công chúa luôn á. Mình thấy là tại sao mình, em tự hỏi mình là tại sao mình lại có thể lấy được một người vợ xinh đẹp như vậy, dễ thương như vậy. Xinh đẹp. Dạ. Rồi mình kiểu như là mình bị hút hồn bởi cái vẻ đẹp khi nhìn thấy người vợ của mình đang mặc váy cưới. Mà đẹp mà đẹp trong khe, đẹp như thế. Phúc hậu, hiền hậu vậy đó. Vậy là em là may em mắn sao? Lắm đó. Em chắc cũng là con của quan chức ở đâu trên trời. Thiệt. Chị biết không, tại sao mà em hỏi như vậy là bởi vì cái video clip mà hai bạn thử đồ cưới á, nó được lan tỏa rất là mạnh. Với một cái lượt chia sẻ đâu là mấy ngàn đúng không? Và TikTok cái lượt TikTok rồi Reel, Facebook rất là mạnh. Thì qua video clip đó thì có rất là nhiều những comment mà tích cực, giống như là bạn hãy cứ tin. Đúng rồi. Hãy cứ tin rằng tình yêu là nó không có một sự phân biệt nào cả. Chúng ta cứ yêu, cứ đến với nhau và sẽ thành đôi. Đúng rồi. Đó là cái comment mà anh đọc được. Nói chung là khi mà em chia sẻ cái thông tin em lấy vợ thì, và đặc biệt là em rất là đặc biệt nữa, khi mà vợ em mặc đồ cho em, mặc áo vest cho em, đặc biệt là em lại không có quần. Kiểu như là bình thường các chú rể khác thì sẽ có áo sơ mi, áo vest rồi có quần tây này, nhưng em thì chỉ có thuê một cái áo vest thôi. Đó, thì khi vợ em mặc cho em, vợ em ngồi xuống rồi chỉnh cho em thì thực sự là em thấy một cái gì đó nó lan tỏa rất là mạnh, bởi vì là trên cuộc đời này rất là ít mình có thể là mình đôi khi mọi người thì là nó như là câu chuyện cổ tích thôi, không có thật ở ngoài đời. Nhưng mà khi một người phụ nữ rất là xinh đẹp mà còn trẻ tuổi lấy một người không có chân như em thì thực sự nó rất là đặc biệt nữa. Thành ra là mình giống như mình lan tỏa là câu chuyện tình cảm cho mọi người tin thêm về tình yêu. Thì đó, nói chung là như một câu chuyện cổ tích vậy đó. Bởi vậy người ta mới nói là khi mà con người ta sống mà phải có tình yêu. Vì tình yêu nó sẽ gọi là đúng nghĩa là chắp cánh á, thì chắp cánh cho mình có thể bay lên cao, rồi có thể làm được tất cả mọi thứ mình muốn. Và vấn đề ở đây là mình chọn lựa như thế nào để mà mình có được cái hạnh phúc viên mãn của mình. Đó. Thì tụi em đã gọi là đã làm được cái điều đó đó. Chọn lựa hạnh phúc, chọn lựa yêu thương đó, đúng không? Đó. Chọn hạnh phúc, chọn yêu thương. Thế rồi hôm nay là hạnh phúc với các bạn. Có được là nhờ là hạnh phúc là lựa chọn. Rồi. Đẹp quá, mối tình này đẹp quá. Không có muốn qua cái trang 2 đó. Nghe nhưng nè, mà giờ Thương không... á, cái bạn Thương nè, cái lúc mà em đến á, đến gõ cửa là chỉ là mới là người yêu thôi. Chị bạn ấy là có một cái nét đẹp khác. Còn bây giờ bạn ấy đang có em bé, cho nên bạn ấy là có một cái nét đẹp khác. Hai cái nét đẹp nó khác khác nhau. Nhưng mà nói chung là đẹp. Rất đẹp. Thì bởi vậy bây giờ chị nói thiệt với em là không muốn hỏi phần 2. Chị không muốn hỏi phần 2. Nhưng mà không được chị ơi. Nhưng mà không hỏi phần 2 á là chương trình họ không có phát lương cho mình. Đúng. Thằng Khánh nó như thế nào đi nữa, nó cũng phải có tật xấu. Cho nên là phải có cái phần 2 đó, gọi là chương 2. Và sau khi mà bước chân về với nhau, cởi bỏ cái áo cưới ra để khoác vào tấm áo một người vợ, một người chồng. Đúng rồi. Và sắp sửa là một người mẹ. Đó. Đó thì là có phát hiện ra cái gọi là tật xấu với nhau. Tật xấu đi chị ơi, nó. Tật xấu đó. Tật xấu hả? Cho dù là có yêu thương, cho dù có hy sinh cỡ nào đi nữa, tôi không tin rằng là cô ấy là hoàn hảo, không có tật xấu. Đúng không? Ủa là giờ em đang hỏi Thương hay là em đang hỏi Khánh? Hai đứa luôn. Đó. Giờ chị Khánh. Chị đang hỏi Thương về Khánh đó. Vậy hả? Rồi giúp em hỏi Khánh trước đi. Đó. Đứa nào nói trước? Thương nói trước đi, người ta là phải nữ trước. Đúng rồi. Cho hai mẹ con nó nói trước. Nói về tật xấu thì như là nói mọi người nói không có thì cũng không đúng, là chồng em cái đó với em không phải là tật xấu mà là khuyết điểm của anh. Tại vì anh bắt buộc không có đôi chân thì anh không thể làm những cái điều, những cái việc đó, ví dụ như là quần áo thì không thể bỏ gọn gàng ở một chỗ được. Thì khi mà đi làm về vận động nhiều quá, vết thương nó sẽ bị đau. Thì sẽ kiểu giống như là mệt quá không thể đi tắm nổi thì sẽ lùi tắm. Thì đó kiểu như với gặp vợ chồng khác, người đàn ông đó sẽ là tật xấu. Với chồng em đó là khuyết điểm. Với em cảm giác cái sự yêu thương của mình nhìn chồng mình nó nhiều quá nên mình nhìn đó là khuyết điểm. Chồng em thường như vậy. Chồng em thì không hút thuốc,
không uống. Có ga lăng không? Dạ thì rất là ga lăng. Ga lăng thì chồng em là số 1 rồi. Lúc yêu ga lăng rồi lúc lấy nhau về còn ga lăng không? Dạ còn. Cũng kiểu quan tâm nhiều hơn. Chủ yếu là em không còn nhờ thì em cảm thấy là đối thì chồng em cũng có thể nấu ăn cho em luôn. Đi làm về anh cũng quán xíu ngoài kia anh đi làm, anh lo cho gia đình, lo cho vợ xong rồi về nhà. Ví dụ em cảm thấy em ăn cơm xong anh có thể nhắc anh rửa chén cho em thì anh cũng tự động đi rửa. Đó. Thì không đầy quá đi. Đang trời lạc đề luôn. Đang là cái phần kia. Dạ. Rồi, nha. Cái phần như là tính xấu mình làm trong chương trình khác. Quên, tính đẹp đi, tính tốt. Là mình làm trong chương trình khác. Còn đây là thời khắc. Đó, để mình khui những cái tật xấu của ổng. Chị biết nó lạc đề đó, bé Thương lạc đề mà tại vì nó dễ thương quá nên chị cứ để chị nghe vậy đó. Em nhắc lạc đề cái em biết luôn. Em cũng nghe luôn đó. Giờ chồng em được cái nữa là như hay nhõng nhẽo nữa. Trời ơi, giờ về là nhõng nhẽo kiểu giống là mệt lùi cái là bắt đầu giờ chứng lúc chưa men ghê lắm nhưng mà về tới nhà là bắt đầu nhõng nhẽo. Xong rồi nhõng nhẽo với vợ đó phải không? Xong rồi lùi tắm là bắt đầu bảo là vợ có thể lấy căn chanh không chứ giờ anh đi không nổi nữa rồi. Anh không thể đi. Xong rồi bảo lấp liếm cái chuyện đó bằng việc là anh không thể làm được chứ không phải là giờ anh quá mệt rồi anh không thể trường đi nữa được rồi. Em có thể giúp anh được không là anh ở giờ anh nằm lại luôn. Em chịu không được, em chịu, em cũng phải chịu thôi. Em bắt buộc phải đi lấy canh lau cho chồng em. Rồi cho anh thoải mái hơn. Rồi lúc thấy thương là mình phải đi lau. Rồi chồng giục đồ, giục thì về giường đó thì cũng bỏ lung tung đó thôi. Rồi em cũng phải đi lụm, rồi đi giặt cho ảnh thôi. Nhưng mà nói chung á là bây giờ vợ đang có bầu rồi, giờ muốn làm biếng cũng đâu làm biếng được nữa. Đúng không? Đó. Thì giờ em có muốn chồng em thay đổi điều gì không? Có một điều là em muốn chồng em là không phải thay đổi mà quan tâm bản thân mình nhiều hơn. Chồng em luôn có một điều là giống như là suy nghĩ cho gia đình, suy nghĩ cho những người xung quanh quá nhiều. Bỏ buồn bản thân mình lúc có em về làm vợ xong rồi bây giờ có cơ duyên có con. Anh cảm thấy anh nỗ lực nhiều hơn nữa. Mà lúc bất thương bị đau quá. Bảo anh nghĩ thì anh cũng không chịu nghĩ. Anh cứ cố gắng phải đi làm cho mình được. Về tới nhà nhiều khi trở trời thì cái vết thương nó bị co giật. Anh cũng không bao giờ nói, anh im lặng. Xong rồi em rất là sợ là chồng em đã sức khỏe đã yếu rồi vì những cái lo toan đó mà chồng bị bệnh hay là gì đó em không thể nào mà chia sẻ cái nỗi đau đó được nên em muốn chồng em là chăm sóc bản thân mình nhiều hơn. Nói nữa đi. Em chỉ muốn nhìn thấy anh ở bên cạnh em thôi. Em có thể cùng anh cố gắng được. Em luôn hài lòng. Em không phải là muốn cho vậy mình nuôi thật nhiều tiền phải thật giàu có hay là cái gì hết. Em chỉ muốn nhìn thấy chồng em mỗi ngày thôi. Em chỉ muốn bên cạnh anh, muốn được gặp anh, muốn anh khỏe thôi. Vậy em muốn chồng em thay đổi hay gì hết. Không. Cưng dễ sợ. Đang là sống mà khóc. Ra thì và em chia sẻ thì đôi khi kiểu như em một con người rất là kiểu như là tham công tiếc việc ấy. Mình muốn làm để mình lo được cho gia đình và bản thân mình rồi bây giờ có vợ rồi có con nữa mình cũng lo nhiều hơn. Nên là nhiều khi mình ít dành thời gian cho vợ nhiều nữa. Nhưng mà nãy vợ nói cái đó là em thấy hợp lý không? Dạ có. Thì đó người ta mong muốn vậy thì mình đáp ứng đi. Đúng không? Dạ. Ủa nhưng mà bây giờ là công việc của Khánh vẫn làm tại nhà chứ có làm ở đâu nữa không? Nói chung là vẫn làm tại nhà nhưng mà cái đó là cái chỗ mà mình làm việc thôi. Không, bây giờ em mới chuyển sang một cái chỗ khác rồi. Có nghĩa em bây giờ làm một chỗ và về ở một chỗ. Một chỗ về một chỗ. Dạ. Gần không Khánh? Cũng gần ạ. Nói chung em đi qua được 5 phút thôi. Hiện tại bây giờ mới vợ về ở với bố mẹ. Thì còn em thuê một cái văn phòng khác để mình làm việc ở đó. Nhưng mà Khánh hiểu không? Dù là nó gần thiệt nhưng nó vẫn là không phải là cái nhà của mình. Nó vẫn là cái chỗ làm việc. Thì mà tại vì vợ em rất là lo. Mà bây giờ là Thương đâu có ra làm với chồng không? Dạ có, là... em có làm nhưng mà hiểu giống như là vợ chồng em đi làm thì vẫn livestream nói livestream cả ngày cả đêm. Chứ như làm mà có đêm thì làm tới 10 giờ, 11 giờ. Bây giờ hiện tại bầu em cũng vẫn đi làm cùng chồng. Hôm nào em mệt quá thì em mới ở nhà. Hôm nào anh mệt thì em bảo ở nhà mà anh cũng không chịu. Nói chung là vợ em xót á. Vợ em xót á. Thà ví dụ em nói
vợ nên sẽ không không lo nhiều. Còn này là cứ em không nói em chịu đựng á, nên là vợ rất là lo, rất là sợ. Tại tính em là mỗi khi em bị gì đó em ít khi chia sẻ cho người khác, sợ người ta lo lắng rồi buồn á. Nhưng mình giống như một cái điểm yếu của em, mình lo cho người ta cuối cùng là để người ta lo lại cho mình á. Bây giờ tới Khánh đi. Đó, tới Khánh đi. Vợ Khánh có gì xấu không? Vợ em á. Thực ra vợ em thì em định không hỏi á chị. Mà thấy nó không đẹp hỏi quá, mình đẹp không có quá luôn. Cái chương trình này nó ngộ lắm. Mình sai một miếng phọc mát là mình sẽ bị khiển trách rầy la, cho nên là buộc lòng là mình phải hỏi thôi. Thôi gán đào bươi bới móc gì đó. Mấy cái thật xấu của vợ nó với em. Vợ em thì thực ra thì tụi em mới cưới nên cũng em chưa biết nhiều về tật xấu của vợ. Nhưng mà cái mà em cảm thấy vợ em có điểm đó là hay kiểu như là không có chịu ngủ sớm, hay rất là thức khuya. Rồi bắt đầu là nói thì không chịu nghe, không phải là bảo đi ngủ sớm thì không chịu. Rồi sáng mai rồi dậy trễ, rồi đôi khi có những cái buổi đi làm lại không có đúng giờ, kiểu như là mình đã chuẩn bị sẵn rồi. Nhưng vợ thì cứ vẫn cứ ung dung, vẫn cứ là không có gọi là chịu follow theo mình ấy, kiểu như là không có sắp xếp được cái thời gian. Thí dụ là livestream đúng không? Dạ đúng rồi. Đó, chuẩn bị xong hết rồi. Dạ. Phải chưa xuất hiện. em nói là ơi hôm nay là mình livestream vào 7 giờ này. Nhưng mà 6 giờ vẫn đang bấm 6 rưỡi vẫn đang ngồi bấm điện thoại này. Rồi đến giờ live rồi vẫn chưa có gì, gọi là sự chuẩn bị luôn đấy. Đó, chỉ có như thế thôi. Còn vợ em thì rất là nói chung chỉnh chu từ cái bếp núc cho đến mọi thứ, thì em thấy là chưa. Cái đó là khen rồi đó, cái đó khen rồi, không cần khen. Bây giờ nó thì bởi vì hai chồng này đặt đề hoài à, hình như nó mới coi trình này. Ý là cái phần đã nhất luôn á. Mà nó nghe nè, cái lúc mà em like á, em thì quá quen rồi, em là chuyên nghiệp rồi, mà vợ bắt đầu mới vô like phụ mình thì có hợp không? Có khớp không, hay là có những cái trục trặc gì không? Có những cái mà vợ em bị ảnh hưởng khi em hỏi, vì vợ em chưa quen với cái việc mà live stream bán hàng á. Em thì quen rồi thì không sao, đôi khi là vợ em thì có những cái đôi khi bình luận không có hay hoặc những cái bình luận không tốt á, rồi vợ em xúc động rồi lại khóc nhè luôn. Khóc nhè. Rất hay khóc nhè. Chịu không nổi, đọc không chịu nổi những cái comment nữa mà chê. Là hay bị mọi người có những comment họ chê á, bắt đầu là khóc tự nhiên khóc trên live stream vậy đó. Vậy cũng là thật xấu luôn. Không chịu đựng nổi được áp lực của comment. Cái đó cũng khuyết điểm chút xíu thôi. Nhưng mà giờ sao luôn? Giờ thay đổi chưa? Giờ thì không khóc ở đó, về nhà khóc. Một chút nữa gặp anh chỉ cho bí quyết vượt qua những comment tiêu cực người ta chê mình. Rồi Khánh có mong muốn vợ thay đổi điều gì không? Em cũng muốn là vợ em quan tâm sức khỏe mình nhiều hơn. Hiện tại bây giờ có con rồi, em cũng muốn là vợ đôi khi vợ em thấy em đi làm, em thấy vợ em mệt nhưng em nói thôi vợ ở nhà nghỉ đi, nhưng vợ em không chịu, kiểu như bắt buộc cứ phải muốn theo em vậy đó, phải ở bên cạnh phụ đó. Nhưng mà em thấy hiện tại thì thời điểm này cũng bầu bì rồi, em cũng muốn vợ nghỉ nhiều hơn, nhưng vợ em thì kiểu như cứng đầu ấy, không chịu. Là giờ một mình anh đi thì sợ anh buồn, thấy anh đi làm một mình thấy em buồn, anh buồn em không muốn ở nhà mình. Thế vậy cứ mệt cũng mình cứ đi theo vợ. Với lại chị, năm tháng là chắc rồi đúng không chị? Chắc rồi. Là đi tới đi lui nhiều khi khỏe bạn rồi đó. Nhưng mà kiểu như là live stream nhiều khi mệt á. Thành ra là em muốn vợ nghỉ nhưng mà vợ không chịu. Cứ bắt buộc nặng nặc đâu phải là em muốn đi cùng anh cơ. Tại vì lo cho em á. Lo cho em. Ở nhà nó còn lo nhiều hơn. Khi ở bên cạnh á mình cứ đúng nhìn rồi. Được đó là mình chắc ăn đúng không? Chị thấy chuyện của tụi em giống như là chuyện cổ tích á, thật sự mà nói luôn á. Hoàng tử gặp công chúa đó, như cổ tích đó, cái mối tình này nó rất là đẹp luôn. Thành ra chị cái biết là mong tụi em giữ hoài cái tình yêu này. Chị muốn chúc cho tụi em là sức khỏe, sức khỏe bình an. Rồi mẹ tròn con vuông, đã biến trai em gái chưa? Dạ, công chúa. Công chúa hả? Vậy là coi như thêm thằng con trai nữa là coi như là đủ, gọi là điểm 10 đó. Em chúc cho nó luôn, năm sau. Chúc cái chơi chúc trước luôn đi. Chúc trước thôi hay là thôi để nữa đi, em chúc online tụi nó xong đi rồi bắt đầu mình chúc đó. Đúng không? Nghe rồi, cảm ơn tụi em rất là nhiều luôn.